Từ ngày 15 tháng 4, các nhà mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thực hiện việc khóa hai chiều đối với các thuê bao di động mà sau thời gian gửi thông báo nhưng vẫn không thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao cho trùng khớp với dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, có trên 15.000 thuê bao di động bị khóa hai chiều, gồm gọi đi và nghe cuộc gọi đến. Đây là những thuê bao đã được nhà mạng gửi yêu cầu chuẩn hóa thông tin từ trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 đến nay, vẫn chưa có chủ thuê bao liên hệ để chuẩn hóa. Những trường hợp này được đưa vào dạng thuê bao sử dụng cho các máy tính laptop nên chưa được sự quan tâm của khách hàng. Đồng thời, trong số đó cũng có một số là SIM đã đăng ký thuê bao nhưng không sử dụng. Đối với những thuê bao sau khi bị khóa 2 chiều, chủ thuê bao muốn sử dụng lại số điện thoại này thì sẽ liên hệ trực tiếp với các đơn vị viễn thông để bổ sung thông tin theo yêu cầu chuẩn hóa. Sau khi hoàn tất thủ tục sẽ được hỗ trợ mở khóa một chiều gọi đi, đồng thời tiếp tục kiểm tra thông tin, nếu trùng khớp sẽ mở lại chiều nghe. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 5 tới, nếu chủ thuê bao vẫn không chuẩn hóa thông tin thì sẽ bị khóa SIM, thu hồi số.